Thời gian gần đây, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam quyết định tạm thời dừng lưu hành 5 ca khúc sáng tác trước năm 1975 bao gồm Cánh thiệp đầu xuân của Lê Đinh Minh Kỳ, Rừng xưa của Lam Sơn, Chuyện buồn ngày xuân của Lam Phương, Đừng gọi anh bằng chú của Diên An và Con đường xưa em đi của Châu Kỳ và Hồ Đình Phương. Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết lý do tạm dừng lưu hành 5 ca khúc nói trên là do có lời không đúng với bản gốc và có những tác phẩm không đúng với tác giả. Quyết định này không những đã tạo ra nhiều xôn xao trong dư luận của những người quan tâm đến nhạc, mà còn có nhiều bàn tán liên quan tới vấn đề chính trị, xã hội ở Việt Nam. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ có buổi nói chuyện với Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nga. Kính chào ông Nguyễn Thanh Sơn ạ. Xin kính chào anh Vũ Hoàng Linh, xin kính chào quý vị khán thính giả của Bonsai TV. Ông cũng là một người yêu nhạc, thậm chí có sáng tác và phổ biến một số ca khúc nhạc. Ông có thể cho biết ý kiến về quyết định đó của Cục Nghệ thuật Biểu diễn thưa ông? Dạ, trước hết có thể nói là tôi không những là người cũng đã có một vài những cái tác phẩm không chuyên mà sáng tác về đề tài kiều bào. Khi tôi còn làm chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam nước ngoài, mà tôi cũng đã có ít nhất là khoảng độ 10 năm công tác trong ngành văn hóa. Và cũng là một người rất yêu thích nghệ thuật âm nhạc, nhưng đồng thời cũng là một cái người mà thường xuyên theo dõi các cái diễn biến, các cái hoạt động âm nhạc ở trong nước, cũng như trên thế giới khi còn công tác trong nước, cũng như là khi ra nước ngoài công tác. Thì tôi thấy cái việc xử lý vừa rồi của Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng cần phải xem xét lại ở các góc độ cho nó mang tính nhân văn, và thực sự đánh giá đúng bản chất của các tác phẩm âm nhạc đó. Bởi vì có thể nói là một thời gian rất dài, chúng ta cũng đã từng đánh giá và nghiên cứu về cái quá trình phát triển lịch sử của dân tộc chúng ta. Và chúng ta đã thừa nhận rằng chế độ của Việt Nam Cộng Hòa trước đây ở miền Nam Việt Nam là một thể chế chính trị được thế giới công nhận. Và cái này nó đã thể hiện qua cái Hiệp định Paris năm 1973 ký kết về hòa bình ở Việt Nam, mà chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa cũng là một bên tham gia ký kết. Cho nên cái việc mà họ có một thể chế, một nhà nước được thế giới công nhận và cũng là thành viên của Liên Hợp Quốc thì tất nhiên là phải có quân đội. Mà quân đội của mỗi quốc gia thì phục vụ cho lý tưởng và ý tưởng tốt đẹp theo cái quan điểm của thể chế mà nhà nước nó đang đi theo. Thì tôi cho rằng là người lính Việt Nam Cộng Hòa lúc đó nằm trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa của nhà nước Việt Nam Cộng Hòa lúc bây giờ thì nó cũng là một trong những như những quân đội khác của các nước khác trên thế giới thôi. Thì những bài ca về quân đội, về cá nhân những người lính, không ạ, nó cũng có thể được phản ảnh trong đời sống văn hóa nghệ thuật hàng ngày của đất nước. Mặc dù là tuyên bố của ông Nguyễn Đăng Chương đơn thuần là không đúng với bản gốc và không đúng với tác giả, tuy nhiên trên truyền thông trả lời câu hỏi về nội dung tư tưởng của các bài hát có vướng mắc gì không, thì ông Nguyễn Thu Đông, trưởng phòng quản lý băng đĩa Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã nói tới một khía cạnh là chiến trường anh bước đi là chiến trường nào đây, tức là trích trong bài hát Con đường xưa em đi. Ông nghĩ sao về ý đó thưa ông? Tôi cho là khi đánh giá nhận xét về một tác phẩm văn học nghệ thuật nói chung, một tác phẩm âm nhạc nói riêng ấy, thì cần phải xem xét kỹ lưỡng ý tứ cũng như là ca từ mà tác giả muốn thể hiện trong cái tác phẩm đó. Nó nói về thực chất, nó nói về vấn đề gì, nó nói về cuộc sống thường ngày, nó nói về tình cảm riêng tư, nó nói về những cái chuyện đời thường, hoặc là nó nói về bản thân cuộc đời của con người mà người ta muốn ca ngợi trong cái tác phẩm đó. Còn tôi thì tôi hoàn toàn là không đồng ý với những cái ca từ trong các cái bài hát mà có tính chất kích động, bạo lực, kích động, chia rẽ, gây mất đoàn kết, hoặc là chống đối lại bản thân chính nhà nước, chính quốc gia mà đang cho phép lưu hành những cái tác phẩm đó, hoặc là có xuất xứ của cái tác phẩm đó. Cho nên nếu trong ca từ mà không có những cái ý tứ, không có những lời lẽ cụ thể mà để khẳng định cái việc là cái ca từ đó đang kêu gọi một cái sự chia rẽ, đang kêu gọi một cái sự chống đối lại nhà nước hoặc là thể chế, thì chúng ta cần phải xem xét kỹ cái ý nghĩa nghệ thuật của nó, ý nghĩa nhân văn của nó. Bởi vì thường ấy, là các tác phẩm mà văn học nghệ thuật nói chung, các tác phẩm âm nhạc nói riêng,
nó đều có những cái ý nghĩa, nó đều có những cái nội dung nó rất thiết thực và đa số là ca ngợi cuộc sống, ca ngợi con người. Chứ còn thì nếu mà nói đến ý đồ chính trị thì tôi cho rằng chúng ta phải xem xét từng cái câu từ trong ca từ và trong nội dung cả một cái bài hát đó. Còn nếu chỉ nói là con đường xưa anh đi thì tôi cho là đã quy kết ngay là đây có thể nói là nhớ lại cái con đường xưa của người lính Cộng hòa đã đi theo cái thể chế Việt Nam Cộng hòa chống lại nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thì tôi cho là cũng là vội vàng. Bởi vì trên thực tế thì cuộc chiến tranh nó xảy ra giữa một bên là những người quân đội giải phóng và một bên là những người lính của Việt Nam Cộng hòa, và lúc đó họ phải bảo vệ cái thể chế Việt Nam Cộng hòa, mặc dù chính nghĩa không chính nghĩa ta không bàn ở chỗ này. Và nó là thực tế lịch sử đã chứng minh rồi, chúng ta không nói kẻ thắng người thua, chúng ta không nói cái gì nó mang tính chất chia rẽ sâu sắc thêm nữa, mà rất nhiều người và mà đến bây giờ nhân dân của cả nước chúng ta, rồi nhiều vị lãnh đạo, thế rồi các tổ chức chính trị xã hội đều nói là chúng ta khép lại quá khứ, hướng về tương lai và hướng về tương lai tốt đẹp của đất nước, để dân tộc Việt Nam đoàn kết với nhau vững mạnh đi lên, không phải chỉ có trong nước mà cả ngoài nước. Thì cái con đường đó tôi nghĩ là nó có thể là con đường của người lính đã từng đi đến gặp người yêu. Con đường xưa anh đi có thể là con đường đã từng cùng mẹ đi ra ruộng cây cấy. Con đường xưa anh đi có thể là con đường đã từng là dẫn anh ta từ đơn vị, từ nơi đóng quân về với lại quê hương, về với làng quê mà nơi anh ta sinh sống, anh ta đã sinh ra. Thì con đường xưa anh đi nó gợi ra nhiều những cảm xúc suy nghĩ về cái quá khứ. Những quá khứ đây nếu nói rằng con đường xưa anh đi và khẳng định đó là con đường của quân lực Việt Nam Cộng hòa để mà chống lại hoặc là đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, và nó kêu gọi cái tính chất chia rẽ, hận thù, hoặc là nó kêu gọi chống đối thể chế hoặc là chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nó rõ ràng cho qua từ thì cấm là đúng. Thế nhưng mà đây nó không có cái đó, tôi nghĩ là phải xem xét lại, bởi vì có thể là nó sai với cái ý đồ rất là nhân văn của tác giả bài hát, mà cái bản thân cái bài hát nó thể hiện cái tình cảm cũng như mong muốn của người lính khi ở bất cứ vị trí nào. Người lính có thể là lúc thời chiến, có thể lúc thời bình, nhưng khi người ta đã đứng trong cái hàng ngũ của lực lượng vũ trang của cái đất nước đó thì người ta hay nghĩ về quê hương, hay nghĩ về cha mẹ, hay nghĩ về bạn bè, chứ người ta không phải là người ta nghĩ nhiều đến những cái vấn đề mà cái con đường đó đi để mà chống đối lại ai. Thì theo tôi là cái chỗ này nó phải rất là tế nhị, chỗ này nó phải rất là cao cả nhân văn thì chúng ta mới đánh giá được hết là cái nội dung của bài hát, và không nên quy chụp vội vàng. Bởi vì muốn hay không muốn thì tôi có thể nói là cuộc chiến đã lùi lại phía sau của nhân dân cả hai miền Nam Bắc hơn 40 năm. Và có thể nói là đất nước chúng ta đang đi lên, cuộc sống đang xây dựng rất là tốt đẹp, chúng ta đang hội nhập với thế giới và chúng ta có vị thế cũng như chúng ta có uy tín trên trường quốc tế. Thì chúng ta không nên khoét sâu những cái hố sâu ngăn cách đã có từng hơn 40 năm trước. Bây giờ quá khứ nó lùi về xa, và rất nhiều những nhà văn, những nhà báo, những nhà nghiên cứu phê bình văn học ở trong nước, rồi các chính trị gia ở các giới khác nhau đều nói rằng là chúng ta phải khép lại quá khứ và hướng tới tương lai, bởi vì dân tộc chúng ta có truyền thống là một dân tộc vì đại nghĩa. Chúng ta đánh người, đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại. Thế rồi chúng ta mong muốn là hòa hợp, đoàn kết với tất cả các quốc gia trên thế giới mà có thiện chí với chúng ta, mong muốn cùng nhân dân Việt Nam hội nhập để xây dựng một cái thế giới hòa bình vững mạnh, ở trong đó ở các châu lục, các quốc gia đều có sự phồn thịnh, đều có tự do. Thì tôi cho rằng là trong bối cảnh đó thì cái lời nói với việc làm nó phải song hành. Tức là tôi, quan điểm của tôi thì không nên có những cái chia rẽ, không nên có khoét sâu vào. Chúng ta cứ nói là chúng ta khép lại quá khứ, chúng ta cứ nói là chúng ta không có xem xét, chúng ta không đánh giá về cái việc là trước đây, phải không ạ? Những người lính thuộc chế độ Việt Nam Cộng hòa đã có những cái chiến đấu chống lại quân đội giải phóng nhân dân khi giải phóng miền Nam. Tôi cho là cái đó thì nó cũng là một thời lịch sử, và thưa ông, đúng sai nó đã rõ rồi, chân lý nó đã có rồi, phải không ạ? Cho nên bây giờ chúng ta phải khép lại cái đó để chúng ta đánh giá sau chiến tranh nó có những cái gì tốt, nó có những cái gì mà phục vụ thiết thực cho cái hòa hợp, hòa giải, đoàn kết dân tộc. Thì cái việc này tôi cho là phải xem xét lại. Một trong những ý kiến về sự việc này đó là của nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Lưu khi trả lời phóng viên của VTC News ở trong nước trong một bài viết mang tựa đề "Không nên phổ biến những ca khúc viết về lính Cộng hòa". Ông nói rằng những bài hát viết về người lính Cộng hòa sẽ khiến cho một bộ phận giới trẻ phân tâm, lo lắng. Họ sẽ đặt câu hỏi liệu con đường mình đang đi tới có đúng không, hay cái kia mới đúng.
Ông cho biết ý kiến của ông về nhận định này thưa ông. Tôi cũng đã theo dõi và tôi cũng đã xem toàn bộ cái phỏng vấn của anh Nguyễn Lưu với lại VTC. Thì tôi thấy này có những cái tôi đồng quan điểm với anh Nguyễn Lưu. Tức là một chế độ, một nhà nước, ngoài những cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ của mình phải tham gia với các công ước quốc tế, các cái hiệp ước quốc tế mà chúng ta là thành viên của Liên Hợp Quốc, chúng ta phải tham gia. Thì mỗi quốc gia đều còn có cái nội luật của mình để mà điều chỉnh tất cả quan hệ xã hội bên trong, phù hợp với lại phong tục tập quán, phù hợp với truyền thống dân tộc, phù hợp với lại văn hóa đạo lý của cái dân tộc đó, thì đó là nội luật. Thì nếu như có những cái vấn đề nó ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, có những vấn đề ảnh hưởng đến đời sống chính trị thực sự của dân tộc, của đất nước, và có những vấn đề nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại của thể chế chính trị mà đang điều hành cái đất nước đó, thì chúng ta phải bằng nội luật hoặc là công ước quốc tế, luật pháp quốc tế nó phù hợp với cái nội luật chúng ta đang tiến hành ở bên trong để chúng ta xử lý. Tôi cho đấy là một cái đúng, tức là một bất cứ quốc gia nào có quyền xử lý bất cứ cái gì mà cảm thấy nó ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội và đi ngược lại với lợi ích của dân tộc và thể chế đó thì phải xử lý bằng nội luật, thậm chí là các cái hiệp định, hiệp ước quốc tế mà nó phù hợp với cái việc chúng ta làm. Thế nhưng mà trong cái bài trả lời của anh Nguyễn Lưu ấy, thì tôi thấy nó cũng có một cái điểm nữa là nó có một cái mâu thuẫn, tức là anh cũng đánh giá về cái tác phẩm Đường Xưa Anh Đi, đúng không ạ? Thì cái này nó cũng là một cái câu chung chung như tôi nói về phần trước ấy. Cái đường, con đường đi này của người lính đấy có thể là con đường về quê, con đường đã từng đi với mẹ, không? Ra ngoài đồng từ lúc còn nhỏ, con đường đến trường học, con đường đi gặp người yêu, nó nhiều đường xưa, nó nhiều cái lắm, chứ không thể nói là con đường xưa là đường chống đối lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Con đường xưa em đi đó là tựa của bài hát, nhưng có lẽ cái câu mà được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong việc lần này đó là cái câu chiến trường anh bước đi là chiến trường nào đây? Câu đó đã được đặt dấu hỏi rất nhiều ạ. Thì cái chiến trường này tôi có thể nói này, cái chiến trường nếu không nói cụ thể là chiến trường chiến đấu chống lại quân giải phóng hay là chiến đấu chống lại nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vân vân và vân vân, mà chỉ nói là chiến trường chung chung thì nó có thể có rất nhiều chiến trường. Chiến trường bảo vệ biên giới, chiến trường bảo vệ vùng biển, chiến trường bảo vệ các nơi, nó không cụ thể là chống đối ai cả. Chiến trường người lính thì phải có thao trường và có chiến trường. Đã là người lính cầm súng sẵn sàng thì phải có thao trường và chiến trường. Thao trường để tập duyệt và chiến trường để chiến đấu. Nhưng đây không nói cụ thể là chiến đấu chống ai, ta đừng khoét sâu vào cái đó. Ta đừng khoét sâu cái đó, bởi vì đã là người lính, đã là sĩ quan quân đội thì cái việc mà người ta thao diễn và tập duyệt ở trên thao trường để rồi chuẩn bị cho những cái cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Nhưng mà cái cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở đây, mỗi quân đội, mỗi quốc gia nó có một cái nhiệm vụ, có một cái ý nghĩa của họ. Thế cho nên tôi cho rằng là ở đây chúng ta, nếu như ca từ nói rõ là trên thao trường để mà chống lại quân đội giải phóng hay là quân đội nhân dân Việt Nam hay cái gì đó nó liên quan đến cái thể chế của chúng ta hiện nay đang điều hành, nó là vấn đề khác, nó là vấn đề tôi ủng hộ quan điểm của cục. Nhưng mà hiện nay nó chung chung như thế để nó thể hiện một cái gì, một trong những cái gắn với cái đời sống của người lính, thao trường và chiến trường, thì chung chung nó như vậy thì chúng ta cũng không nên quy chụp cho nó là cái gì đó nó chống đối lại chúng ta. Tôi cho là như vậy, bởi vì bây giờ cái hòa hợp, hòa giải, đoàn kết dân tộc nó là rất cần thiết để chúng ta tập trung nội lực bên trong và sức mạnh bên ngoài của cả dân tộc, của cả kiều bào ta khắp nơi trên thế giới, để chúng ta xây dựng đất nước, để chúng ta hội nhập với thế giới. Chúng ta đang hội nhập sâu rộng và tích cực chủ động hội nhập thì chúng ta không nên khoét sâu vào những cái đau thương của chiến tranh hoặc là những cái cũ nó đã qua đi mà hơn 40 năm nay chúng ta đã cố gắng chúng ta quên đi cả nhân dân hai miền Nam Bắc. Thậm chí tôi nói rằng là những kẻ thù từ bên ngoài, không ạ, xâm lược đất nước chúng ta vẫn còn tha thứ, chúng ta vẫn còn hòa giải với họ để mà chúng ta tranh thủ cái sự ủng hộ thế giới để chúng ta xây dựng đất nước, thì không có lý gì về những cái chuyện này, những cái bài hát mà xưa nay đã dùng rồi, đã được hát rồi, nó có ảnh hưởng gì đâu. Tôi nói hay là ví dụ như là thời trước đây còn có một cái loại nhạc, thể loại âm nhạc mà chúng ta vẫn quen gọi là nhạc vàng, từ cái thời của Việt Nam Cộng Hòa trước đây duy trì phát triển rất mạnh và miền Bắc lúc đó cấm, nhưng sau này bây giờ chúng ta cho hát phổ biến rất thoải mái và chúng ta gọi là dòng nhạc bolero, không ạ? Và có rất nhiều những ca sĩ ở miền Bắc, có nhiều ca sĩ Việt Nam chúng ta hiện nay kể cả thế hệ trẻ hát rất hay và thể hiện những ca khúc rất hay trong cái lĩnh vực âm nhạc này. Thì tôi cho đây là cái mà nó mang tính nghệ thuật nhiều hơn là nó mang tính chính trị. Thế cho nên là chúng ta không nên, nếu như nó không có cụ thể, tôi xin nhắc lại, không có cụ thể những ca từ mà mang tính kích động và chia rẽ đoàn kết dân tộc, chống lại đất nước, chống lại thể chế, thì tôi cho là chúng ta không nên tạo ra một cái làn sóng tranh cãi mới để rồi chúng ta lại xa nhau, để rồi chúng ta lại có những cái chia rẽ, để rồi chúng ta lại có những cái không hiểu với nhau. Và tôi cho rằng là
bất cứ một tác phẩm âm nhạc nào nó đều có ý nghĩa và nó đều có những cái nội dung nó rất là thiết thực với cuộc sống mà trong cái lĩnh vực cái bài hát đó, cái tác phẩm đó muốn phản ánh. Dù muốn dù không thì quyết định lần này của Cục Nghệ thuật biểu diễn đã tạo ra rất là nhiều những xôn xao trong dư luận, đặc biệt tạo ra rất nhiều những có thể nói là bức xúc đối với lại những người có liên quan dính dự tới chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước kia. Theo ông thì liệu quyết định này có mâu thuẫn với chủ trương kêu gọi hòa hợp hòa giải của nhà nước Việt Nam, một điều mà ông rất quan tâm hay không thưa ông? Với tư cách là một người đã làm công tác liên quan đến kiều bào ta ở nước ngoài, đoàn kết dân tộc, hòa hợp hòa giải, một người đã từng công tác trong lĩnh vực văn hóa và cá nhân tôi cũng là con người rất là yêu thích văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc, thì tôi thấy rằng là chúng ta cũng nên xem xét lại quyết định này. Quan điểm của tôi, quan điểm cá nhân tôi là nếu như các tác phẩm đó trong các ca từ không có những cái câu chữ nào cụ thể, nó mang tính chất chống đối thể chế, nó mang tính chất kêu gọi chia rẽ dân tộc, nó mang tính chất kêu gọi hướng tới một cái gì đó để phân hóa trong xã hội, thì chúng ta không nên cấm. Bởi vì một khi chúng ta cấm cái này thì có khi chúng ta chưa hiểu hết được ý đồ của tác giả. Tác giả có thể chính bản thân những nhạc sĩ sáng tác những tác phẩm này vì những cái sự xúc động, vì những cái tình cảm tâm tư người ta dành cho quê hương, người ta mong muốn cũng có thể như chúng ta có một cái sự đoàn kết, có một sự hòa hợp hòa giải để rồi có những cái bài hát mà nó đem lại những cái suy nghĩ cho những người lính, bất kể là trong hoàn cảnh nào, người ta cũng nghĩ về quê hương, nghĩ về đất nước, nghĩ về gia đình. Có lẽ cái đó là nhiều hơn, bởi vì người lính trên thao trường hoặc khi mà ở trên các cái vị trí được quốc gia đất nước giao phó thì người ta nghĩ nhiều về quê hương đất nước hơn là người ta nghĩ về những, vì không ai, tôi nghĩ rằng là có lẽ không ai muốn có chiến tranh, không ai muốn có chia rẽ, không ai muốn có xung đột, và đất nước chúng ta, nhân dân chúng ta quá hiểu cái vấn đề này, và chúng ta là một dân tộc quá là bị nhiều đau thương mất mát, cho nên không ai hơn chúng ta mong muốn hòa bình và đoàn kết dân tộc, không ai hơn chúng ta, nhân dân chúng ta mong muốn có sự thống nhất đoàn kết để chúng ta xây dựng một cuộc sống ấm no phồn thịnh, không thua kém gì nhân dân các nước khác trên thế giới. Theo ông, đây là một quyết định riêng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hay đây là một chủ trương chung của nhà nước Việt Nam, thưa ông? Tôi nghĩ là có thể đây là quyết định, vì trong đó có nói là tạm, mà tạm thời chứ không có nói là quyết định cấm hẳn. Thì theo tôi, nếu tôi không hiểu sai thì ý nghĩa nó như vậy, tạm dừng để đối chiếu so sánh lại với lại bản gốc hay cái gì đó. Thế nhưng mà tôi cho rằng là cái này không phải là chủ trương của nhà nước. Chủ trương của nhà nước là mong muốn là khối đại đoàn kết toàn dân, mặc dù đó là thành phần nào ở trong nước, đó là thành phần nào ở nước ngoài, miễn là có thiện chí xây dựng đất nước, miễn là có thiện chí với đất nước để mong muốn đất nước ngày càng phát triển. Tôi cho rằng là trong những năm vừa qua, kiều bào ta ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có rất nhiều các nhà khoa học, các nhà văn hóa, các văn nghệ sĩ và các nhạc sĩ đã trở về quê hương đất nước, và họ đã biểu diễn ở trong nước, và họ đã thấy được rằng là cuộc sống đang hòa hợp, cuộc sống đang hội nhập. Và có lẽ là cái hướng chúng ta đang đi là hướng đúng, là vì chúng ta hội nhập với thế giới, chúng ta chủ động hội nhập với thế giới để chúng ta mong muốn có một đất nước Việt Nam phồn thịnh giàu mạnh, và chúng ta không thua kém gì bất cứ quốc gia nào trên thế giới, chứ không phải chúng ta mong muốn chia rẽ lâu dài để rồi chúng ta cứ phải hứng chịu những cái giữa bản thân trong đất nước, giữa các dân tộc của chúng ta, giữa trong nước và ngoài nước, kiều bào chúng ta vẫn còn có những gì đó suy nghĩ về nhau nó còn mang tính chất hận thù, mang tính chất chia rẽ. Thì cái đó là cái tôi cho là Đảng, nhà nước hiện nay không mong muốn cái việc đó. Mà cái nghị quyết 36 của Bộ Chính trị nó thể hiện rất rõ cái mong muốn cũng như là cái chính sách của Đảng và nhà nước Việt Nam đối với lại công tác đối với người Việt Nam nước ngoài, trong đó là có những cái liên quan đến cái thể chế cũ Việt Nam Cộng Hòa trước năm 75, với những cái bài hát mà hiện nay là Cục Nghệ thuật biểu diễn đang tạm thời dừng, không cho lưu hành biểu diễn. Thì tôi cho đây có thể là một quyết định tạm thời để xem xét, nhìn nhận cho nó khách quan hơn, đúng hơn với những cái ý kiến nêu ra trong xã hội hiện nay nó còn trái chiều. Nhưng tôi thấy nghĩ rằng là quan điểm của tôi nghĩ rằng là nếu nó trực tiếp, tôi xin nhắc lại, nếu có trực tiếp có những cái nội dung ca từ nó ảnh hưởng đến thật sự đến cái trật tự an ninh chính trị xã hội, hoặc là kêu gọi chia rẽ mất đoàn kết chống đối lại nhà nước, thì chúng ta cấm, phải cấm, và không những mà còn phải xử lý bằng luật pháp. Thế nhưng mà nếu nó không có cái đó thì chúng ta không nên vội vàng rồi chúng ta lại có những cái rồi chúng ta lại phải sửa lại, hoặc là chúng ta lại phải làm lại, thế rồi có những cái chúng ta lại phải giải thích, thì tự nhiên nó mất thời gian và nó tạo thêm cho bà con ta trong nước, các nhà hoạt động văn hóa, những người yêu chuộng nghệ thuật, yêu âm nhạc,
hoặc là những người Việt Nam đang sống ở nước ngoài mà họ đang rất yêu thích những tác phẩm đó, phải suy nghĩ, lại có thêm những cái yêu cầu phải giải thích, rồi lại có thêm những cái phiền muộn, thì tôi cho rằng là không nên, trong lúc này rất là không nên. Và có lẽ trong thời gian tới thì tôi nghĩ là Cục Nghệ thuật Biểu diễn của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch sẽ có những cái quyết định nó rõ ràng trên cơ sở ý kiến chung của dư luận và những nhận xét một cách công tâm, nó mang tính chất nhân văn chứ không phải là chia rẽ. Và có, chúng ta vẫn cứ nói là khép lại quá khứ, và ngay bản thân trong cái bài trả lời VTC của anh Nguyễn Lưu, tôi thấy có những cái rất đúng, là anh nói là không căm thù, không khinh ghét ở những cái bước chân đi của những người lính Việt Nam Cộng Hòa, thì thôi ta không nói là họ tồn tại để làm gì, cái này nó rõ trong lịch sử và hiện nay rồi. Thế nhưng mà cái đó không căm ghét, bảo ạ, không căm thù, không khinh ghét thì đúng thôi, bởi vì là chúng ta đều là một dân tộc, chúng ta đều là con lạc cháu hồng cả, thì cái đó cái đúng. Nhưng mà chúng ta không vì thế mà chúng ta lại có những cái quy chụp, chúng ta lại có những cái nhận xét đánh giá vội vàng. Tôi cũng hy vọng là Cục Nghệ thuật Biểu diễn với những cái chuyên gia am hiểu sâu trong lĩnh vực này, nếu cần đối chiếu xem xét lại thì cũng nên sớm có quyết định để không tạo thành một cái tranh cãi nó không cần thiết trong xã hội. Trong lúc này chúng ta đang rất cần sự đoàn kết, sự hòa hợp, hòa giải, sự thống nhất giữa trong nước và ngoài nước để xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh. Một câu hỏi ngoài lề, khi nói tới các ca khúc này, các ca khúc theo thể loại nhạc vàng, nhạc bolero, thì nhân tiện đây, ông cũng là một người yêu nhạc, có sáng tác và phổ biến một số ca khúc. Ông cho biết ý kiến của ông về dòng nhạc bolero, thưa ông. Theo cái suy nghĩ của tôi ấy, nó cũng rất là nông cạn về lĩnh vực này thôi. Tôi cũng không phải là chuyên gia sâu sắc của nhà, tôi chỉ là người yêu thích âm nhạc. Thì tôi cho rằng là cái dòng nhạc bolero mà trước đây chúng ta đã gọi là nhạc vàng một thời là đã ở trong nước nó cũng không được thịnh hành lắm, nhất là miền Bắc. Thì bây giờ lại rất thịnh hành và với nhiều những tác phẩm rất là hay, và chúng ta ở cả miền Nam, miền Bắc, ở cả trong nước, ngoài nước đều có những giọng ca rất là hay trong lĩnh vực này. Tôi cho đây là một thể loại nghệ thuật âm nhạc nó mang tính chất rất độc đáo, đặc biệt là nó rất phù hợp với lại cái dòng văn hóa của chúng ta, một cái đất nước mà rất là yêu chuộng hòa bình, rất cần cù chịu khó, rất nhẹ nhàng trong ứng xử với bên ngoài và bên trong, thì nó lại phù hợp. Nó có rất nhiều những bài hát ở cái thể loại nhạc này nó rất hay. Cái vấn đề là chúng ta sử dụng nó như thế nào, và cái ca từ nó phục vụ cho cuộc sống, cho mục đích xây dựng đất nước hay là nó là cái gì. Thì tôi cho là rất nhiều người bây giờ, thậm chí thế hệ trẻ, những ca sĩ trẻ, thế rồi những người yêu âm nhạc ở các thế hệ khác nhau, đặc biệt tuổi trẻ bây giờ, có nhiều người thể hiện rất hay những cái tác phẩm ở thể loại bolero này. Và chúng ta đã có cuộc thi, chúng ta đã có những cái buổi biểu diễn, những cái show rất là đông khách ở cả hai miền Nam Bắc, cả thành phố Hồ Chí Minh, cả ở Hà Nội. Đối với tác phẩm ở thể loại âm nhạc này, thì tôi nghĩ đây là nó là một trong những cái thể loại âm nhạc mà có lẽ nó phù hợp với đất nước chúng ta, chứ không phải nó không phù hợp. Riêng ông là chúng ta nhìn nhận đánh giá. Riêng ông có nghe nhạc thể loại bolero hay không thưa ông? Tôi nghe nhiều, tôi vẫn nghe nhiều. Và thậm chí là có rất nhiều những cái tác phẩm tôi rất thích, và có rất nhiều những ca sĩ ở trong nước và hải ngoại tôi cũng rất thích nghe. Cho nên là tôi cho là đây cũng là một cái thể loại âm nhạc mà có rất nhiều, nó phù hợp với lại cái giọng hát của người châu Á, trong đó có Việt Nam chúng ta. Và đây cũng là một cái thể loại âm nhạc mà rất đặc biệt, và nó rất phù hợp với lại cái phong tục tập quán cũng như là cái cuộc sống của người Việt Nam. Tôi nghĩ là như vậy. Về các ca khúc của ông đã sáng tác và phổ biến, ông có thể chia sẻ một vài ca khúc để phát trên chương trình Phố Bossa TV trong tương lai thưa ông? Tôi thì khi tôi làm chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam nước ngoài thì quả thực là tôi cũng có sáng tác cùng với lại nhạc sĩ Trần Phương viết từ cho cái bài Xuân Quê Hương. Trên thực tế thì cái bài Xuân Quê Hương này năm nào cũng đã được trình diễn trên cái dạ hội đón Tết Nguyên Đán của kiều bào ở khắp nơi trên thế giới về, do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức. Và chúng tôi cũng đã cứ gọi đùa với nhau là nhiều khi đây cũng là bài ca của kiều bào ta khắp nơi trên thế giới mỗi khi Tết đến xuân về. Và cái bài đó thì anh Hoàng Lân có thể khai thác ở trên mạng, ở trên YouTube nó có cái Xuân Quê Hương. Thế và cái bài Con Lạc Cháu Hồng thì tôi cũng viết trong cái dịp mà đi Trường Sa năm 2013 trở về, thì là tôi cũng có viết cái đó cho cái chương trình Xuân Quê Hương năm Tết năm 2013 sang 14 trước khi tôi sang Liên bang Nga công tác. Thế ngoài ra còn một số những cái tác phẩm khác thì tôi cũng đã viết, nhưng mà cũng để cho mình tự hưởng thôi, hoặc là chia sẻ với một số anh em chứ chúng tôi không phổ biến. Còn các bản nhạc tình ca dòng bolero thì sao thưa ông? Tôi
Tôi thì bản thân tôi cũng đã tự cho xuất bản theo cái nhu cầu của cá nhân tôi và bạn bè, hai cái CD, một cái về do tôi hát, một cái 11 bài hát, những bài hát về Hà Nội mà tôi thích vì tôi là người gốc Hà Nội. Cho nên tôi cũng đã có cái CD một gồm 11 bài hát về về Hà Nội, đa phần là của nhạc sĩ Phú Quang. Đây là một số nhạc sĩ khác tôi đã hát và tôi cũng đã in ra đĩa để tặng anh em bạn bè, người quen, người thân. Thế và một cái đĩa nữa, tôi cũng một CD thứ hai tôi đã làm từ năm 2013, gồm 8 bài hát, tác phẩm chủ yếu là của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thế rồi cũng có một số tác phẩm của nhạc sĩ Thanh Tùng. Thì nói chung là tôi cũng là cái người mà rất yêu văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc. Tôi có cái quan điểm như vậy và tôi có suy nghĩ như vậy. Xin cảm ơn ông rất nhiều cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Ông có còn điều gì muốn chia sẻ trước khi chúng ta chấm dứt buổi nói chuyện thưa ông? Tôi cũng một lần nữa xin cảm ơn Phố Buôn Sa TV, anh Vũ Hoàng Lân. Tôi cũng muốn tranh thủ cái dịp này, bởi vì cũng đã mấy năm nay thì tôi cũng chỉ thông qua làn sóng và chương trình của Buôn Sa TV và một số các cái cơ quan truyền thông khác mà đã từng cộng tác làm việc với tôi trong khi tôi làm chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam nước ngoài, đã có những hoạt động rất thiết thực liên quan đến kiều bào ta khắp nơi trên thế giới. Thì tôi cũng chỉ mong muốn rằng là cái sự nghiệp này, công việc này tôi vẫn cứ rất là tâm huyết, và tôi cũng rất mong muốn là nhìn thấy ngày càng đông, ngày càng nhiều bà con cô bác chúng ta khắp nơi trên thế giới về với Việt Nam, về với quê hương đất nước, về quê cha đất tổ, để chúng ta cùng với nhân dân trong nước chúng ta đoàn kết để xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh. Thì đây là cái mong muốn, và thực tế đất nước chúng ta đang ngày càng giàu mạnh, chúng ta đang ngày càng vươn lên, và chúng ta cứ mỗi ngày lại một đẹp hơn, một thay đổi hơn. Thì cái này cũng có sự đóng góp của kiều bào ta khắp nơi trên thế giới với cái lượng kiều hối hàng năm về rất là nhiều để mà góp phần vào xây dựng đất nước. Thì tôi cho là nhân dịp này thì tôi cũng xin muốn gửi đến tất cả bà con cô bác, các anh các chị khắp nơi trên thế giới, những người biết tôi, không biết tôi, cũng như là những người đã từng gặp tôi cũng như là chưa gặp tôi, thì tôi chỉ mong muốn là bà con cô bác hãy cùng nhau hướng về đất nước để mà chúng ta hướng về một Việt Nam giàu mạnh. Và tôi hy vọng là một ngày nào đó tôi cũng sẽ được ở lĩnh vực này hoặc lĩnh vực khác tiếp tục cái công việc để mà cùng với bà con cô bác khắp nơi trên thế giới có những cái phong trào, có những cái hoạt động để chúng ta cùng với nhau để chúng ta xây dựng một cộng đồng người Việt Nam ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới thật vững mạnh và đoàn kết với nhân dân trong nước, để chúng ta chia sẻ khó khăn, chúng ta phát triển và chúng ta tôn vinh những cái thành tựu, nhưng đồng thời chúng ta cùng nhau hướng tới một đất nước Việt Nam sẽ không thua kém gì bất cứ quốc gia nào trên thế giới trong tương lai rất gần. Xin cảm ơn anh Vũ Hoàng Lân và xin gửi tới anh Vũ Hoàng Lân cũng như là tất cả các quý vị khán thính giả của Bonsa TV lời chúc mừng tốt đẹp nhất của tôi. Xin tạm biệt anh Vũ Hoàng Lân và xin kính chào các quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn ông và xin hẹn gặp lại.